Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa cầu, hình thành một nguồn khoáng nóng thuần khiết mang sức mạnh chữa lành. Đây có thể nói là món quà quý giá nhất thiên nhiên ban tặng cho con người. Nova World Hồ Tràm, Bình Châu Onsen. Tọa lạc bên nguồn khoáng nóng duy nhất tại miền Nam Việt Nam, những căn nhà hòa mình giữa thiên nhiên tạo nên một kỳ quan đỉnh cao, second home giữa rừng, biển và khoáng nóng. Với quy mô 309 hectare, Bình Châu Onsen được quy hoạch khéo léo, mang đậm phong vị Nhật Bản, hài hòa giữa nét đẹp tạo hóa và bàn tay kiến tạo của con người. Sở hữu nguồn khoáng nóng quý giá từ thiên nhiên, được Hiệp hội Thủy nhiệt trị liệu thế giới công nhận, giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe. Kết hợp mô hình nghỉ dưỡng wellness giữa khoáng nóng và rừng, cùng hơn 30 loại hình ngâm tắm. Đây sẽ là tiện ích độc nhất, không những đem lại sức khỏe, mà còn sự cân bằng và yên bình trong tâm hồn cho gia chủ tương lai. Kề bên kho báu khoáng nóng là những căn second home mang đậm dấu ấn Nhật Bản như nhà phố đương đại Phương Vị Ngang, nhà phố thương mại Kana, biệt thự đương đại Đơn Lập và Sông Lập, lữ quán truyền thống, khách sạn kinh doanh, dịch vụ lưu trú. Phong vị Nhật Bản được thổi qua từng chi tiết tỉ mỉ và hài hòa. Xen kẽ giữa những tuyến phố là hệ thống kênh, hồ nước, giúp đưa phúc khí đất trời đến với từng gia chủ. Kết hợp cùng cảnh quan mang âm hưởng Nhật Bản, kiến tạo nên một vùng đất đậm nét truyền thống và yên bình. Bình Châu Onsen còn sở hữu nhiều tiện ích thuần thiên nhiên như công viên rừng, công viên nước, công viên chủ đề, khu chăm sóc động vật. Tất cả sẽ đem lại những trải nghiệm độc đáo cho gia chủ thỏa sức hòa mình với thiên nhiên để hiểu hơn và trân quý những giá trị tuyệt vời của tạo hóa. Bình Châu Onsen là phân kỳ thứ 5 thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí 1.000 hectare Nova World Hồ Tràm, được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái đẳng cấp thương hiệu Nova World như công viên giải trí Tropicana Park, hồ bơi đại dương, hệ thống shop house đa phong cách, đa dịch vụ và trải nghiệm. Đặc biệt, chỉ cách 90 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kết nối với tứ giác du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt thông qua 5 tuyến cao tốc và đường ven biển được mở rộng lên 42 mét. Bình Châu Onsen hội tụ đầy đủ những lợi thế vượt trội, khiến nơi đây thành ngôi nhà thứ hai hoàn hảo cho những gia chủ tìm kiếm sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống. Bình Châu Onsen, nơi dòng suối khoáng quý hiếm chảy qua, nuôi dưỡng cuộc sống từ hàng triệu năm và sẽ còn chảy mãi đến mai sau. Nova World Hồ Tràm, Bình Châu Onsen, kho báu tự nhiên, đỉnh cao cuộc sống. Một sản phẩm của tập đoàn Novaland.